Làng Cabo Pilonio có tới vài trăm ngôi nhà nhưng hiện tại chưa có điện lưới và nước giếng khoan cho người dân sử dụng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Làng có tới vài trăm ngôi nhà nhưng hiện tại chưa có điện lưới. Ảnh: TGSTE Cabo Pilonio là một làng trài nhỏ bên mé biển, ở phần đất Nora Đại Tây Dương, thuộc bờ đông đất nước Uruguay, giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do bị ngăn cách bởi cồn cát rộng lớn nên Cabo Pilonio nằm biệt lập với các vùng khác, bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngôi làng cách đường cao tốc chính chỉ 7 km, nhưng để vào được, bạn buộc phải đi bộ hoặc đi ngồi nhờ xe hai cầu chuyên dụng của người dân bản địa để vượt qua các cồn cát và vùng đất đai khô cằn bởi không có đường dẫn vào. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Phía bắc của thị trấn. Ảnh: TGSTE khung cảnh yên bình tại Cabo Pilonio. Ảnh: TGSTE người dân cũng có thói quen lấy nước sạch để sinh sống từ những chiếc giếng tự đào hoặc chữ nước mưa. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số rất ít doanh nghiệp sử dụng điện từ máy phát, các tấm pin năng lượng mặt trời, năng lượng gió để thắp sáng hoặc sản xuất nhỏ lẻ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở điểm xa nhất của ngôi làng là một ngọn hải đăng đang hoạt động, nơi duy nhất của Cabo Pilonio được kết nối với điện lưới. Ngọn hải đăng ở làng trài Cabo Pilonio. Ảnh: TGSTE. Điều hấp dẫn nhất của Cabo Pilonio chính là bãi biển với làn nước xanh trong, cát mịn màng và khu bảo tồn sư tử biển bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cabo Pilonio là một trong những nơi có nhiều hải cẩu sinh sống nhất khu vực Nam Mỹ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chúng cư ngụ chủ yếu trên các hòn đảo ở phía đông và bắc của làng và phần mũi bán đảo, nên khi mọi người đứng trên ngọn hải đăng sẽ rất dễ thấy toàn bộ khung cảnh ngôi làng và cả bầy hải cẩu mũm mĩm dễ thương lăn lộn trên những mỏm đá. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cabo Pilonio cũng là nơi có bầu trời tối nhất và đêm trăng sáng nhất trong số các vùng ở bờ biển của Uruguay. Nguyên nhân là ngôi làng hiếm cây xanh và không có đèn đường vào ban đêm. Nơi đây là một trong những địa điểm hút khách du lịch nhất Uruguay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh: TGSTE. Tuy không có điện nước, nhưng tới mùa hè, Cabo Pilonio nhỏ bé tĩnh lặng lại trở nên ồn ào và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Uruguay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.